Em xin chào các bác nhé. Phiên sáng ngày hôm nay em Thúy sẽ lên một video. Đầu tiên là xả rất là nhiều những cái hàng dọn vườn và hàng ngoài ra là còn có một số cái mặt hàng bom đạn mưa rơi. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Và tiện đây em cũng nói luôn là các bác nào mình có quan tâm đặt hàng thì mình hã đặt hàng nhá. Còn tránh trường hợp là đặt hàng xong là bưu tá gọi điện tỷ lần không gọi, em gọi cũng không nghe. Đấy, thì xong là đến lại còn chặn tin nhắn. Thế là các bác chủ là các bác không lấy hàng chứ không phải là lý do gì. Đấy, và lúc mà đặt hàng thì anh là lợi thuần đây. Đến nhà anh thì cứ đến thẳng nhà anh. Ở đây ai cũng biết anh, rất là oai. Đấy, thế nhưng mà cũng không gọi là một câu là anh hết tiền hay anh làm sao hay anh chưa xin được tiền của vợ. Ngoài những cái mặt hàng em giới thiệu ra, nhà em còn rất là nhiều mặt hàng hoa thực tế này, màu hồng cánh sen này, màu đỏ này, màu cam này, màu trắng này, màu bò sữa này, đất rất là nhiều mặt hàng đang có tại vườn nhà em nhé. Đây, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu những các bác một số mặt hàng bom đạn mưa rơi đây. Đây. Em sẽ quay giới thiệu các bác từng mặt một mặt là hàng bom đạn mưa rơi xả này. Đầu tiên em có một cái khay hồ điệp thì gồm có hồ điệp màu vàng này, vàng lưỡi đỏ này. Đây, cái màu này là gọi là màu gì nhỉ? Em tự dưng em lại não cá em lại quên này. Hồ điệp băng băng này, toàn những cái hàng lá mít lá to nhá. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Toàn hàng lá mít lá to này. Cây nó có nụ, cây chưa, cây hết nụ hoa rồi. Và có cây nó sẽ có lỗi một chút, nhưng mà tựu chung em thấy rất là ok luôn. 10 chậu này, trong đấy có một chậu nó bị như này này. Đây em quay từng chậu một cho các bác nghe xem nhá. Cái chậu này mà đi ship thì chết tiền ship các bác ơi. Này, cái này nó vẫn còn, những cái chậu này nó vẫn còn đẹp nguyên nhá. Đây nụ hoa đây này. Này thì có mỗi một chậu nó bị, một hai chậu nó bị lỗi thôi. Còn toàn đẹp hơi thôi nhá. Những hàng này thì bình thường những bán lúc bán hàng đẹp nó cũng, hàng băng băng này nó cũng sẽ bị rách lá này, không tránh khỏi. 10 chậu như này hôm nay em Thúy xả cho các bác giá là 420.000, em bao ship nhá. 420.000. Ngày bình thường là em bán 150-160, mà lúc chưa có nụ hoa là bán 120 đấy ạ. Đấy. Hôm nay em không đánh mã nhá. 420.000. Này, cái này cân lên chắc là phải 8-9 cân em nỗ tiền cước các bác ạ. Tiếp đến là một mã em đánh mã M7, một chậu thanh đạm Indo. Cái giá thanh đạm Indo là em đưa ra là giá không bao ship nhé các bác, ghép đơn nhé. Tại vì em đang bán 280.000 mà hôm nay em bán có 170.000 nhé. Thanh đạm Indo M280.000 ý là em cũng không bao ship nhé. Cho nên là hôm nay một chậu em cũng gọi là cứ dọn vườn em còn thì em bán hết đi. Em bán 170.000 em không bao ship này. Tiếp đến mã M8 gồm có một đống vanda nhiều màu, nó cây nó cũng sẽ hơi lỗi một xíu. Nó đợt này cái vanda này, vanda hoa đẹp lắm. Như cái hôm trước Tết các bác mua ấy, ở cái lô hàng vàng vàng này, nó có màu vàng, màu hồng, màu đỏ này, đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi ý. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Thế cái máy này này, đây các bác ơi, cái mặt hoa đây, mặt hoa của nó đây, hôm Tết trước Tết các bác mua đây. Đó, đẹp gấp ở bên ngoài nó đẹp hơn nhiều. Đấy, mặt hoa của nó là đây đấy. 10 chỗ này có bao nhiêu chậu nhỉ? Đôi này, đôi này, 4 này, 6 này, 8, 10, 11 chậu nhá. Nó sẽ có chậu hơi, nói chung là nó là hàng lỗi. Em Thúy chia sẻ với các bác giá 370.000 bao ship này. M8 này, M9 này, M9 cũng 11 chậu 370.000 này. Hai đống nó giống nhau, các bác lấy cả hai đống cũng được. Tiếp đến em có một ít cái Denso. Denso em thanh lý gồm có Denso da da. Denso da da hoa nhiều màu, hàng Thái Lan này, khỏe vô địch luôn, hoa nó ra quanh năm. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Các bác mua cái này về thì mình đẩy cho em cái chậu này ra. Mình trồng sang cái chậu mới để cho cái này nó đẻ nhiều lắm. Mà hoa nó ra quanh năm mình thấy nó đang lên nụ tiếp rồi này. Đấy các bác ơi. Em cái Denso da da này và cái Denso bà liễu, bò tím, thỏ đỏ Kiên Giang, xanh cốm lung tung đây. Em bán đồng giá là 390.000 một chục. 390.000 một chục có nghĩa là các bác mua 5 Denso bà liễu và 5 Denso da da
ghép vào một đơn cũng được, hoặc các bác lấy 10 cây nọ, 10 cây kia vào một đơn. Ok hết nhá. Đấy là 390.000 một chục. Cây này nó sẽ có những cây mà nó còn nhiều lá này. Có những cái cây nó sẽ có ít lá nhá. Hàng hàng em thanh lý thì các bác đừng đòi hỏi em. Và em bán hàng không hoa, tránh trường hợp là như cái bác ở Thái Bình ấy, hôm qua mới nhận hàng của em đấy, xong là bom hàng em vì tội là em bán hàng thanh lý. Cái cây nào nó còn hoa thì em cũng nói rõ là giả dụ có bông hoa ở trên cây nhưng mà trong quá trình vận chuyển nó rụng đi thì đến nơi nó không còn hoa thôi, mà bác cứ văng xịt ra xịt mẹ mày à, tao nhìn cây có hoa mới tao thế kia, ôi dồi ôi mệt quá cái bác. Em bảo thôi thì bác hoàn về cho em đi, em bán hàng em nói rõ mà. Các bác đặt hàng, các bác nghe rõ hộ em ở video mà bác ấy lại già rồi, bác ấy nói bậy nữa chứ khổ. Em bảo em bán hàng không hoa mà hàng thanh lý, bác ấy cứ bảo là tao mua hàng hoa cơ mà. Đấy, các bác nghe rõ hộ em nhá. Đây vào đây em sẽ lên một số cái mã đai châu. Như mã đầu tiên này em đánh mã M7. Nói chung là cái đám hàng đai châu này lần này nhà em nó về toàn màu sắc. Màu sắc nó gồm có màu cam này, màu hồng sắc pháo này. Cam, màu hồng sắc pháo, màu trắng này, màu hồng cánh sen này. Đấy, cam này, cam đậm rồi, cam cà rốt này. Màu vàng thì không, đợt này em không có màu vàng nha các bác nhá. Rồi trắng mũi hồng, trắng mũi vàng, bò sữa, đỏ nhung. Rất là nhiều màu đỏ, nói chung là màu sắc lần này đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Đấy, các bác nhìn này, đó. Màu bông mai cánh viền, màu coqui nhá. Đẹp lắm. Đây, em sẽ lên M7, M10 gồm có 4 chậu. Gồm có một chậu màu đỏ bò sữa này, mít xếp rụt nhá, mít xếp rồi. 4 chậu này 490.000 em Thúy bao ship này. Con này con trắng mũi hồng này. Đẹp chưa các bác? Hàng này nó có thể là nó đẹp long lanh mà có thể nó hơi xước một chút nha các bác nhá. Các bác nghe rõ hộ em. Con này con đỏ nhung này. Con đỏ nhung này. Đó. Con này con hồng cánh sen nhá. Bốn con này ra 490.000, các bác nhìn nó có yêu không? Đây này, cái rễ này nó che đi chứ ổ quay nó đẹp lắm cơ. Đấy, bốn con 490.000. Và mã M11 gồm có 10 chậu 420.000. Hàng này thì nó có cây nỗi cây không, hàng bom đạn mưa rơi nhá. 420.000, em có duy nhất một mã M11, 10 cây 420.000 nhiều màu. M12, 4 chậu giá 460.000. Con đầu tiên là con trắng mũi hồng này. Con thứ hai là con màu cam này. Con thứ ba là con màu đỏ này. Con này đỏ, con này là màu hồng sắc pháo nhá. Đây. Con thứ tư là con màu bò sữa này, 4 chậu, giá 460.000 bao ship. Mã M3, 3 chậu giá 400.000. Và các bác ơi em đo găng tay nhá. Ví dụ như cái mã này, cây to này, găng tay lá như thế này về để các bác so sánh chứ không các bác bảo là nhiều khi ấy xem ở trên TV thì mình thấy to nhưng mà về nhận về cây nhỏ thì nó các bác xem để các bác định lượng được cái cây nhá. Đấy, tay em nhá, không phải tay các bác nhá. Đấy. Cây thứ nhất là con này, con màu bò sữa này. To lắm, đang có nụ nhá. Không biết là nụ về nhà các bác nó còn nở hay không thì em không dám bảo hành nhá. Cây thứ nhất này. Ôi, con thứ hai. Con này con màu coqui này đẹp quá cơ. Hai này. Con thứ ba là con màu cam này. Ba con giá 400.000 nhá các bác nhá. M13, M14. Cái mã này thì cây to nhưng mà nó sẽ hơi lỗi một xí. Bốn cây này giá 430.000. Con này con màu hồng cánh sen này, tất cả nhà em nhá. Những cái hàng nhà em này, các bác nhìn thấy hoa này, bông hoa rất dài, ra hoa dài hơn lá nhá. Cây đầu tiên này, cây thứ hai đây, mặt hoa đây các bác ơi. Ê, nó tàn rồi đây này, hoa đây. Con thứ ba là con màu cam của em nhá. Con này nó hơi bị một xíu ở đây này các bác này. Đó, nói chung là cái lá chân này nó cũng sẽ hơi lỗi một tí. Con thứ ba này, con màu cam này. Con này là con màu bò sữa nhá. Bốn con siêu to khổng lồ luôn các bác ơi, nó hơi bị một tí thôi. Giá 430.000 này. M15 gồm có 5 chậu, 6 cây giá 390.000. Con thứ nhất đây. Đó, mít thì mít bé nhá.
Đây mặt hoa đây. Các bác ơi, em cho các bác xem mặt hoa này. Thì các bác nhà và các bác mà có những cái bông cây hoa rừng ấy thì các bác chú ý các bác về các bác vặt luôn. Các bác so sánh xem là nó có giống nhau không nhá. Mặt hoa rừng nó không bao giờ nó có năm cái cánh trắng như thế này. Mà nó cái cánh này nó sẽ đốm đốm. Cái thứ nhất, thứ hai là màu nó sẽ nhợt. Mình không thể nhìn được màu được. Ít khi mình gặp được cái cây màu hoa đậm. Mà rừng già làm gì, rừng có rừng đâu, người ta cũng toàn cấy mô hết, ở Tây Ninh họ cấy mô hết. Đấy, cho nên là các bác, một số bác gọi điện cho em bảo là nhà mình có mặt hoa rừng không, nhà em không có nhá. Các bác đừng nhầm nhá, nhà em buôn hai mươi mấy năm nay thì em không thể nhầm được nhá. Cây thứ hai này, cây thứ ba màu bò sữa này, cây thứ tư màu đỏ đốm này, cây thứ năm màu cam nhá. 5 chậu 390.000, M15 và M16 của em gồm có hai cây mít rụt rịt siêu to khổng lồ luôn, nhưng mà nó sẽ hơi bị lỗi một xíu. Đấy, nó bị nổ lá này, bị bỏ lá này, bỏ lá này là kiểu em vận chuyển về ấy. Nó bị hỏng thì em cắt hẳn lên đây. Cây này bình thường là 550 đây này. Đây hôm nay em có cây ha, hai cây, một cây màu hồng sắc pháo, một cây màu bò sữa nhá. Hai cây này em Thúy để cho các bác giá là, đây này, cây này nó vẫn còn đang có nụ này, các bác nhìn thấy chưa? Hai cây này em để, em Thúy để cho các bác giá 530.000 bao ship nhá. Nói chung là rất là đẹp, các bác về các bác cấy lên trụ thì vô cùng tổ quốc ta ơi. Đó, một này. Đấy, hai cây này. Và sau đây em sẽ lên tiếp tục một số cái mặt hàng thuần đây các bác ơi. Các bác chú ý đón xem hết video giúp em nhá. Em có một ít cái hàng sưu tầm kiểu tím yên tử nha các bác nhá. Hàng này hàng sưu tầm nó cũng không có nhiều đâu. Em cho các bác xem mặt hoa này. Chuẩn kiều tím yên tử nhá. Đây, nó bị đang bị lóa. Các bác nhìn rõ mặt hoa chưa? Siêu đẹp luôn, chuẩn kiều tím nhá. Đấy, em sưu tầm được có ít thôi. Một chậu như thế này em chia sẻ với các bác nhỏ nhỏ xinh xinh đi nhá. Đây các bác ơi, em đo găng tay này. Đấy, chậu nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. À 100. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nó siêu hot hit luôn. Hoa thì siêu thơm luôn. Đó là đai châu hồng gấm nha các bác nhá. Vì sao mà gọi nó là đai châu hồng gấm? Hoa nó màu gấm gấm. Tí nữa em sẽ cho các bác xem mặt hoa này. Hàng này là dai lai, họ được người Thái Lan họ lai tạo giữa lan đai châu và lan hoàng nhạn. Hoa siêu thơm luôn. Và có một cái ưu điểm này, cái hàng này này, hoa nó ra quanh năm ngày tháng. Một năm ít nhất là nó ra 3-4 đợt, hết đợt này đến đợt khác. Đây các bác ơi, tình trạng em bán hàng cây là cây đang phun nụ. Có nghĩa là em sẽ bán cho các bác một bảng, trên một bảng nó có hai cây thì ít nhất là nó có một nụ thôi, chứ các bác đừng yêu cầu em là nó phải bao nhiêu nụ nha các bác nhá. Cây nào cũng, bảng nào cũng có nụ. Và hàng này này, hàng thuộc hàng dễ gió, trồng thuần rồi về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nó hồng gấm, nó đẹp lắm mà nó thơm. Cái này nhá, không thơm em không lấy tiền. Không thơm thì các bác giả lại em nhá. Lúc nó ra hoa các bác giả lại em này. Nó sẽ có hai, có mấy màu hoa, hoa đậm và hoa nhạt nha các bác nhá. Hồng gấm đậm và hồng gấm nhạt. Đó, đây các bác nhìn đây. Nó có ba mặt hoa nha các bác nhá. Đó. Nhưng em thấy đẹp nhất là cái mặt hoa này. Mặt hoa gấm này và mặt hoa gấm này. Đó. Hàng này một bảng nó trung bình nó có hai cây này. Em chia sẻ với các bác giá 190.000 một bảng. Các bác mua 3 bảng em Thúy miễn phí ship. Và cái hàng này thì các bác cũng lưu ý cho em một điều. Cây nó không được đẹp mướt mát đâu. Tại vì lá nó rất là dễ giòn trong quá trình vận chuyển này. Lá có thể là hơi xước nhá. Nhưng mà xước không phải là be bét đâu. Mình chấp nhận được, thi thoảng nó có xước nhá. Em không bán hàng đẹp nhá. Đây này, đó. Thi thoảng nó có nhá. Chứ còn cái hàng mà nó lát bét bèn bẹt ra thì em đã gửi ra, ai em bỏ ra em thanh lý rồi. Đó, dễ gió nhá. Hoa thì siêu thơm luôn. Đấy, cứ một bảng nó có hai cây này, trồng thuần rồi về. Các bác chỉ việc trâu chơi thì có, các bác có thể mua 2-3 bảng. Mình ốp vào như thế này, ốp tròn vào như này. Nó ra là, đây. Nó sẽ ra là một bụi luôn cho các bác nhá. Một bụi luôn, khác gì đâu. Đó, các bác nhìn thấy một bụi chưa? Hoa siêu thơm luôn nhá. Mà giá thì cực kỳ yêu ái luôn. Đây nhà em này, đang treo rất là nhiều để phục vụ các bác nhá. Hàng đang nụ nhá. Một năm ít nhất là nó sẽ ra 3 mùi hồng mùa hoa. Các bác về cấy nhát về mình chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày. Các bác cho em nó ăn phân thuốc một lần. Dễ này, dễ gió nhá. Đó, nhiều nhiều lắm lắm luôn. Em rất là nhiều để em phục vụ các bác nhá.
Và đây là một cái dòng giáng hương cửu bảo tiên nhá. Trời ơi, lá nó xếp. Và cái đặc biệt là cái hoa hàng này là hoa cực kỳ là thơm. Không thơm, không tính tiền nữa các bác nhá. Bộ rễ của nó cũng rất là đáng yêu luôn. Hàng dòng thuộc dòng rễ gió nhá. Giáng hương cửu bảo tiên. Hàng này là nguồn gốc xuất xứ là từ Thái Lan nha các bác nhá. Hoa nó siêu thơm này các bác nhìn này. Đó, có một số cái nụ nó đang bắt đầu chuẩn bị chớm chớm nở đây. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây. Hoa thơm lắm lắm luôn. Thơm cực kỳ. Đó. Hàng này hàng lá xếp nha các bác nhá. Một chậu nó trung bình nó xem nào. Đôi 4, 6, 8, tầm 8 cặp lá trở lên. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 4 chậu như thế này, em Thúy miễn phí ship. Và có một cái điều lưu ý như thế này. Hàng này là hàng nó đang có nụ. Cho nên là trong quá trình vận chuyển, kể cả các bác có trồng ở nhà các bác, một cái nụ như này nó có mười mấy nụ hoa chẳng hạn, mười mấy cái bông hoa nhỏ như thế này. Một cái gồng hoa nó có mười mấy bông hoa nhỏ nhỏ như thế này. Nó cũng không thể lên hết, nở hết được mười mấy bông hoa. Bao giờ nó cũng sẽ có bị một chút sai sót, gọi là một chút nó bị xịt một chút. Thế cho nên là cộng với mình vận chuyển thì không tránh khỏi. Cho nên là em bán hàng giống chứ em không bán hàng nụ nha các bác. Nhận hàng và các bác chê là nó không nở không nước thì em không chịu trách nhiệm nhá. Em bán hàng giống thôi các bác nhá. Đó, các bác có thể mình mua nhiều chậu về mình ghép thành một chậu nhá, thành một tác phẩm. Đây nhà em đang treo ngược đây này, mình ghép thành một tác phẩm, nó thành một giò to là nhiều tiền rồi chứ ấy. Thế thành là các bác cứ ghép vào gỗ nũa này hoặc ghép sang chậu này thì nó thành một tác phẩm rất cực kỳ đáng yêu luôn. Việc gì mình phải mua hẳn một cái giò to những là bao nhiêu triệu đó. Và cái hàng này thì lá nó cũng không đẹp mướt mát 100%. Thi thoảng ở lá chân nó sẽ có tình trạng như thế này nhá. Hoặc là trong quá trình vận chuyển nó sẽ xước xước một chút. Thì các bác hoan hỉ giúp em. Đó, đây các bác ơi, em cho các bác xem này. Hoa thì siêu thơm luôn. Mấy nữa nó mà nở ra thì gọi là rứt hết cả đầu luôn. Bộ rễ cực kỳ dễ gió nhá. Và cái hàng này về các bác trồng này thì các bác cho ít giá thể thôi. Đây này, bên Thái Lan người ta trồng có cho giá thể gì đâu. Mình cho nhiều giá thể là nó sẽ thối. Thối cái rễ này và cây nó sẽ không phát triển được nữa. Đó, đẹp lắm cơ các bác ơi. Hoa cực kỳ là thơm luôn. À, nhìn bộ rễ rất là đáng yêu luôn nhá. 120.000 một chậu. Các bác mua 4 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Và em đo chiều dài lá này các bác ơi. Cây nào lá là dài thì nó được như này nhá. Đấy, chiều dài lá. Chiều dài của lá. Hoa siêu thơm luôn. Em giới thiệu với các bác một số cái dòng phân thuốc để các bác tiện để các bác mua lan về chơi, để các bác có nguồn dòng phân thuốc để các bác mình chăm sóc cây nhá. Và nhà em dùng loại nào thì em sẽ giới thiệu với các bác là nhà em dùng loại đấy nhá các bác nhá. Chứ còn ở trên thị trường người ta bán nhiều loại lắm, em cũng nói chung là cũng không biết đâu được mà lần. Đây, đầu tiên là nhà em giới thiệu với các bác một loại Atonic này. Cái này nhà bác nào mà mình trồng ít ý thì mình lên dùng cái gói này. Mục đích là kích thích sinh trưởng cây trồng này. Trong đây nó có hướng dẫn này, về các bác cũng dụ mua những cái cây đai trâu chẳng hạn, về các bác sẽ cắt hết những cái rễ khô đi và ngâm cho em vào cái này thì cực kỳ là ra rễ cực mạnh. Một gói như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 10.000. Mà các bác mua một hộp 10 gói thì giá chỉ còn là 90.000. Tiếp đến em giới thiệu tiếp một loại nữa là loại B1. B1 của nhà em là B1 Thái xịn nhá. Đây các bác nhìn thấy hàng nhà em nhập khẩu luôn nhá. Nhập khẩu luôn hàng Thái luôn này. Giá em đưa ra cho các bác là 30.000 một lọ. Và hàng này là hàng xịn nhá. Trên thị trường người ta đang bán 40.000, nhưng em Thúy là bán tri ân các bác là chỉ có 30.000 thôi. Và hàng này hàng Thái xịn. Cái này thì các bác cứ đổ ra cho em một cái nắp này, tương đương với 2 lít nước. Các bác hòa ra 7 đến 10 ngày các bác tưới một lần cho em. Loại thứ ba đó là cái L3M. Cái loại này được mục đích là cũng là ra rễ cực mạnh. Một nọ này em chia sẻ với các bác giá 30.000. 30.000 một nọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng rồi. Loại thứ tư là một loại phân bón thông minh. Cái này là phân hạt, là thí dụ mình rắc vào những gốc cây ấy. Mấy tháng, 3 đến 5 tháng mình mới phải thay mà rắc một lần thôi. Loại này em bán cho các bác 30.000 một lọ này, bán phục vụ cho các bác thôi. Loại thứ tư đó là phân bón lá. Phân bón lá này thì nó là 30-10-10. Em chia sẻ với các bác giá là 40.000 một lọ này nhá. 40.000 một lọ này. Đấy. Loại thứ năm là loại phân bón tổng hợp.
Phân bón tổng hợp này thì nhà em nó là mục đích nó là tốt dễ bật bật mầm xanh lá, có nghĩa là nó tổng hợp hết các loại. Em chia sẻ với các bác giá là 50.000 một nọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng hết rồi nhá các, công dụng cách dùng đây. Đấy. Loại nữa đến đó là kích hoa của Thái nhá, chuẩn của Thái luôn. Trên thị trường là có chỗ người ta bán 85, 90, 100, 120 lung tung. Nhưng mà cũng chưa chắc là hàng xịn đâu, nhà em hàng xịn đây các bác nhá. Em chia sẻ gọi là giá tri ân khách hàng, giá chỉ có 50.000 một hộp thôi. 50.000 một hộp này, hộp là 120ml ấy sấy nhỉ. Đấy, đúng rồi, 120ml. Đấy, 50.000 nha các bác nhá, 50.000. Kích hoa đấy. Sau đó đây là một số cái mặt hàng phân thuốc nhà em Thúy dùng như nào thì em chia sẻ với các bác. À đây còn một loại này nữa, đó là phân que tan chậm hàng của Mỹ. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một vỉ này. Trong có những cái vỉ này nó có những cái thỏi que que như thế này. Thì các bác mình về dỡ ra, cũng thả vào chậu. Đấy, 3 đến 5 tháng thì mình mới thay một lần. Mấy này bỏ tiếp một que mới vào nhá. Đấy, các bác bỏ ít thôi, chứ tránh bỏ nhiều là nó sẽ sót cây, là nó chết đấy nhá. Đây em giới thiệu với các bác một số cái phân thuốc mà hàng nhà em đây, hàng nhập khẩu đấy các bác nhá. Đó, đây cây cối nhà em cũng toàn hàng thùng Thái luôn, thì tiện thể là em lấy luôn phân thuốc về em phục vụ các bác. Em giới thiệu với các bác một cái mặt hàng nó siêu đáng yêu luôn, Vanda bụi lá xếp của nhà em nhé các bác nhá. Đó, toàn hàng bụi thôi, lá xếp khít luôn. Và cái hàng này là hàng Vanda của Thái Lan nhé các bác nhá, cho nên là hoa nó sẽ ra quanh năm ngày tháng, hết đợt này đến đợt khác. Một năm nó ít nhất là nó phải ra 3 lần hoa. Đó. Và cái hàng này là hàng em bán hàng là nó đang sưng nụ chuẩn bị ra hoa thôi, chứ không phải là em bán hàng có hoa nhá các bác nhá. Ôi bụi nó đẹp lắm cơ các bác ơi. Để em cho các bác xem này. Một bụi nó trung bình nó có từ 2 cây trở lên nhá. Siêu to khổng lồ luôn, nặng lắm. Cái bộ rễ của nó cũng đáng yêu này. Em phải cắt bớt rễ đi đấy để cho nó nảy rễ mới ra nhá. Đó. Nó có rất là nhiều mặt hoa, như là đốm hồng này, đỏ hồng này, tím. Đốm hồng này, đỏ đốm này, tím đốm này, rồi nâu đốm này, tím blue, xanh blue này. Trời ơi, nó rất là nhiều màu luôn. Vàng này, cam này. Đó, rất là nhiều màu luôn. Em cho các bác xem mặt hoa đấy nhá các bác nhá, mặt hoa thực tế đấy ạ. Rồi đợt này nó có cái màu vàng này cũng đẹp, màu vàng chanh này cũng đẹp nhá các bác nhá. Màu vàng chanh này, hoặc là trắng lưỡi vàng này, đẹp lắm. Màu này cũng đẹp, yêu này. Màu nào cũng yêu nhá các bác nhá. Đó, yêu cực kỳ luôn. Hàng này một bụi nó trung bình nó có từ 2 cây trở lên. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một bụi, một chậu như thế này. Các bác mua 4 chậu, em Thúy miễn phí ship nhá. Đó, dồi ôi các bác ơi, đáng đồng tiền bát gạo luôn nhá. Đẹp lắm cơ, nó phải đẹp mê ly. Và có một cái điều lưu ý như thế này. Cái hàng Vanda này, lá nó rất là chi là giòn. Trong quá trình vận chuyển nó sẽ hơi xước xác một chút, thi thoảng nó bị xước như thế này. Thì các bác vẫn hoan hỉ giúp em. Em bán hàng là nó sẽ hơi bị như thế này một tí chị em. Các bác yêu cầu là, nhiều bác yêu cầu là hàng nó không lỗi tí nào là em không có nhá. Em sẽ bán hàng này thi thoảng này, nó sẽ hơi bị một xước xước một chút. Bị xước xước một chút. Và có một số bác đặt hàng em lại yêu cầu là rễ không được gãy. Một cái bộ rễ to như thế này mà đóng hàng không được gãy thì em cũng từ chối luôn. Đó, các bác ơi, nhà em về này, rất là nhiều nhá. Rất chi là nhiều, em quay trời nó sâm sẩm tối rồi này. Bụi siêu đáng yêu luôn nhá các bác nhá. Đó, siêu đáng yêu luôn. Cái mặt các bác nên chơi siêu tầm cái mặt hàng Vanda này. Tại vì hoa nó cứ quanh năm ngày tháng luôn, mình chơi rất là đáng yêu luôn, lúc nào vườn mình cũng có hoa chơi nhá. 120.000 một bụi, các bác mua 4 bụi, em Thúy miễn phí ship ạ. Đó.